Hello, xin mến chào tất cả anh em. Những mẫu cục đẩy công suất 800W trên một kênh và cục đẩy công suất sử dụng đó là hai kênh luôn luôn được rất nhiều anh em lựa chọn và được rất nhiều anh em tin dùng săn đón anh em nhé. Thì ngày hôm nay đó là những chiếc cục đẩy LT1006 như anh em đã rất quen thuộc rồi. Qua những bài bên em đã review giới thiệu chi tiết về dòng cục đẩy công suất LT1006 này, hôm nay thì sẽ giới thiệu lại. Thì tiện đây thì cũng test hàng cho một bác khách, thì hàng vừa về, hôm trước đã lên video cho anh em xem rồi. Thì có bác khách cũng rất là ưng ý và cũng đã chờ đợi những mẫu cục đẩy công suất 800W của lưới Autix. Thì ok, đây là bên trong nội thất của nó và cái thiết kế mặt đằng trước của nó ở đây. Những mẫu cục đẩy công suất này, lưu ý với anh em nó là hàng chính hãng, là lưới Autix LT1006 800W đạt chuẩn ở cái chế độ 8 ohm. Nội thất của nó thì chắc không ai có thể chê được, sử dụng sò NG mạch crash H. Nguồn lớn là một trong cái vấn đề mà anh em hay xem và nhiều anh em tham khảo nhất anh em nhé. Nguồn này thì không thể sai được rồi. Nguồn dây đồng đường kính tầm khoảng 19cm, dây đồng 19 anh em nhé. Anh em thể nhìn thấy cái máy đúng không ạ? Một cái máy mà cái nguồn của nó cực kỳ lớn ở đây rồi, nó chiếm đa số. Và anh em nhìn vào bên trong cái này, nhìn vào bên trong sản phẩm máy, anh em nhìn thấy cái cục nguồn nó quá là lớn, quá là bự luôn đúng không ạ? Và cái tiếp theo xịn sò ở trong cái cục đẩy công suất 800W này, đó là sử dụng sò, nó là sò NG, sử dụng lưng đồng và sử dụng chân đồng anh em nhé. Anh em có thể nhìn kỹ lại một lần nữa, tất cả những con sò này đều sử dụng đó là lưng đồng hết anh em nhé. Và sang bên này, ok chưa? Em sẽ đi rất là chậm và có thể cho anh em nhìn thấy những cái vết đồng của nó đúng không ạ? Chứ không, nó sử dụng không sử dụng đó là sò chân gang hay chân nhôm mà anh em hay thấy trên thị trường đúng không ạ? Tất cả những thứ, những cái chi tiết, những cái linh kiện nhỏ trong cục đẩy công suất này nó đã tốt, nó đã xịn rồi, thì nó sẽ tạo lên một cục đẩy công suất nó sẽ tốt, nó sẽ được bền bỉ và nó sẽ được hay cho anh em đúng không ạ? Từng chút một thôi. Nếu mà nguồn này là nguồn dây đồng, những sò này nó sò chân gang hoặc chân nhôm, thì cái chất âm nó cũng đã khác và độ bền nó cũng sẽ khác cho anh em luôn. Đấy, nhưng đây nó là một trong những cái thiết bị để cấu thành một cục đẩy công suất để cho ra chất âm hay, bền bỉ anh em nhé. LT1006 bốn quả gió sử dụng bốn góc và thổi hết ra đằng sau. Sò NG thì không ai có thể chê được về chất âm kết hợp với mạch crash H. Đấy, tiếng bass rất là lực luôn. Em sẽ thử cho anh em cùng nghe. Ở đây đang sử dụng đó là hai cặp loa full, một cặp loa full bass 30 của lưới và một cặp loa của Passion 12. Anh em có thể nhìn thấy logo của JBL phát sáng đúng không ạ? Tiếng lực, tiếng bass đánh rất lực và tiếng rất sáng, sạch sẽ, chi tiết cho anh em có thể chơi. Rất ok đúng không nha? Rất ok luôn. Không có gì có thể chê được về cái cục đẩy công suất lưới Autix LT1006 được. Và tiếp theo đó là về phần tụ của nó. Tụ này thì sử dụng tụ tông đa, tụ màu xanh 80V và 15.000 mFarad anh em nhé. Một trong những dòng tụ rất là lớn và sử dụng 8 con 80V và 15.000 mi sẽ được sử dụng trong đa số các cái dòng cục đẩy công suất từ 4 kênh hoặc là 2 kênh hoặc là 3 kênh với công suất tầm khoảng 800 đến 900 thì hầu như là sử dụng cái dòng tụ với trị số như thế này. Đấy. Thiết kế thì size rất là ngắn và con này thì sử dụng linh kiện, đó là linh kiện chân cắm ở phần công suất anh em nhé. Hoàn toàn sử dụng linh kiện chân cắm thì rất tất nhiên rồi, nó rất là bền và rất nhiều anh em thích đó là nó sử dụng linh kiện chân cắm. Ví dụ như sau này có vấn đề gì hỏng hóc thì anh em thay thế và sửa chữa, tìm linh kiện nó rất là dễ. Đây là theo những cái quan điểm của rất nhiều bác khách là như vậy. Nhưng với bên em thì kể cả linh kiện chân cắm hay linh kiện chân dán thì nó cũng rất là dễ và rất là ok để cho anh em có thể sử dụng và lựa chọn. Đấy là phòng trừ cho anh em về cái vấn đề sau này thôi. Nhiều anh em cũng suy nghĩ như vậy. Và đồ điện tử thì nói chung là cũng không thể tránh được những cái lỗi, những cái sai sót anh em nhé. Nhưng với cơ bản là sao khắc phục được cái tỷ lệ lỗi thấp nhất cho anh em thôi. Dòng này thì em phải nói rồi, nó rất là bền và cực kỳ chất, cực kỳ trâu cho anh em. Vì tất cả những cái linh kiện này của nó đều là những cái linh kiện xịn, từ những con tụ, con trở, những con sò nó xịn, nó đắt tiền.
thì nó sẽ cho anh em được một cái chất âm và một cái độ bền không thể nào có thể chê được. Thì đây là một mẫu cục đẩy công suất với 800W cho một kênh, rất đáng chơi và rất đáng mua để cho anh em có thể lựa chọn và có thể tham khảo. Mọi thông tin nhu cầu mua hàng, anh em có thể liên hệ với bên em qua số điện bên góc dưới màn hình. Xem video hãy nhớ like, nhấn chuông, đăng ký kênh để xem các video mới nhất anh em nhé. Và lưới Autotic LT1600, cực kỳ chất, 800W trong kênh. Ok, và chào tất cả anh em, hẹn anh em ở các video clip lần sau ạ.